là một chiếc đài Vena 2023. Vâng, em Lợi Ngắt Ô Tô xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay. Bà con cô bác nhà mình đang có nhu cầu mua xe cũ mà chưa biết mua xe ở đâu thì đây là một cái địa chỉ khá là tin cậy cũng như là một trong những cái địa chỉ mà bán xe ô tô cũ lớn nhất khu vực Hải Phòng quý vị nhé. Cửa hàng em chuyên mua và bán tất cả những mẫu xe từ 2 chỗ đến 8 chỗ ngồi, giá trị loanh quanh từ vài chục triệu đồng đến vài trăm quay đầu. Thì quý vị anh chị bạn nhà mình đang có nhu cầu muốn mua xe cũ đã qua sử dụng thì liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0866010016 nhé. Vâng ạ, hôm nay thì em cho anh em đánh tập hợp tất cả những mẫu xe sedan 2 đầu ở khu vực giữa bãi như thế này. Đấy. Thì trong video ngày hôm nay em gửi đến cho quý vị anh chị bạn một cái video báo giá tổng hợp tất cả những mẫu xe dòng xe sedan 2 đầu hiện đang có trong tại cửa hàng Lợi Ngắt Ô Tô cho quý vị cùng xem tham khảo nhé. Những cái mẫu xe mà mới về cũng như là những cái mẫu xe mà đang tồn đọng tại cửa hàng thì bên em đang cắt lỗ rất là sâu. Thì rất mong quý vị anh chị bạn nhà mình tham khảo, quan tâm đến mẫu xe nào alo trực tiếp cho em qua số hotline 0866010016 nhé. Và không để mất thời gian của mọi người nữa nhé. Bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết cho mọi người xem những cái mẫu xe đang có trong cửa hàng Lợi Ngắt Ô Tô. Vâng, có khá là nhiều những cái mẫu xe mới về cho mọi người có thể tham khảo lựa chọn đấy ạ. Đấy, em mới về một chiếc xe K3 này. Đấy, City này, Vios này, đấy, Chevrolet này. Đây, em sẽ đi lần lượt cho mọi người xem nhá. Đấy, con này Vios G2019 quý vị này. Con này giá là 435 triệu đồng, đời 2019, phiên bản tự động máy 1.5. Hồ sơ giúp cầm tay sẵn rồi, các bác về hoàn toàn sẵn đi. Đấy. Vios bản G là một chiếc xe bản đủ nhé quý vị nhé. Đấy, bản 7 cực kỳ an toàn. Đây mọi người. Cửa tiền con này trên 400, con này thì bên em có làm trả góp ngân hàng nhé. Đời 2019 quý vị. Đấy, giá trên 400 thì các bác có thể là tham khảo ở cái mẫu xe này. Hồ sơ bước cầm tay rồi. Đó. Tiếp theo em có một chiếc xe mới về cửa hàng, con này con Chevrolet Cruze đời 2018 này. Con này thì tư nhân chính chủ, một chủ từ mới sử dụng này, với động cơ máy của nó là 1.6 nhé. Con này giá là 295 triệu cho mẫu xe Chevrolet Cruze đời 2018 quý vị nhé. Đấy, một chiếc xe một chủ từ mới sử dụng, rất đẹp luôn. Đó. Vâng, tiếp theo đây em có một chiếc xe Hyundai Accent đời 2018 quý vị nhé. Vâng ạ, Hyundai Accent đời 2018, phiên bản số sàn máy 1.4. Con này thì lên form mới nhé, màu vàng cát. Con này thì giá em đang chào bán chỉ có 335 triệu đồng thôi. Xe bao đẹp 100% nhé quý vị nhé. Đời 2018, số sàn, bản đủ nhé. Đấy, động cơ của nó là 1.4. Vâng, là một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình, một chủ từ mới sử dụng, hoàn toàn không có dịch vụ taxi cả. Đời 2018 quý vị nhé. Đấy. Tiếp theo đây em mới về một chiếc xe Honda Civic đời 2008, bản đủ máy 2.0. Con này anh chị bạn, một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình đi. Đấy, hoàn toàn không có dịch vụ taxi cả. Với động cơ máy của nó là 2.0 phiên bản đủ. Giá con này là 220 triệu. Đây các vị xem phần nội thất của xe rất đẹp nhá. Đấy, xe cam kết cho mọi người là không có đâm xô tai nạn gì cả nhá. Đấy, con này thì mới về cửa hàng, giá là 220 triệu, xe bao đẹp cho mọi người nhá. Tiếp theo em cũng mới về một chiếc xe Samsung SM3 đời 2014 này, một chiếc xe số tự động 5 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn. Với cái động cơ máy của nó là 1.5 phiên bản số tự động. Con này thì giá em đang chào bán tầm khoảng hơn 200 một chút thôi. Đấy. Giá của nó là 258 triệu đồng cho mẫu xe dòng xe Samsung SM3, một cái mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc nhé. Đấy. Một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình đi. Đó. Có trang bị full option như cửa lock này, mọi người có thể thấy này. Đấy, có hệ thống phanh tay điện tử này cũng như là túi khí an toàn full nhé mọi người nhé. Đấy, giá loanh quanh cho cái mẫu xe này tầm khoảng
trên 200 thôi. Giá chuẩn của nó là 258 triệu. Thì các bác có thể đến xem xe và đàm phán về giá cả nhé. Đấy. Tiếp theo em mới về một chiếc xe Vios bản E màu bạc như này. Con này thì rút hồ sơ cầm tay rồi, đời 2014, số sàn bản E. Và con này thì em đang chào bán với mức giá con này là 258 triệu. Đây các bạn. Đấy. Một chiếc xe bản E số sàn nhé. Xe này thì nói chung là nó là một chiếc xe dịch vụ hoàn lương. Con nào thì nó dịch vụ em sẽ báo luôn dịch vụ cho mọi người nhé. Đấy, còn con nào gia đình thì em sẽ báo gia đình chuẩn luôn. Con này thì nó là màu bạc. Đấy, màu bạc nguyên bản. Tiếp theo đây em có một chiếc xe Kia Cerato đời 2017. Một chiếc xe tư nhân chính chủ, một chủ từ mới sử dụng. Đấy. Rất đẹp cho mọi người lựa chọn. Zin 100%, không một lỗi nhỏ, máy số và thân vỏ đời zin. Đời 2017, máy 2.0 bản full nhé. Con này thì em đang chào bán với mức giá là 420 triệu. Đấy, đăng kiểm đến tháng 4, 2025. Đấy, giá là 420 triệu đồng cho mẫu xe Kia Cerato. Một chiếc xe một chủ, zin 100%. Đấy, không một lỗi gì hết nhé các bạn nhé. Đấy, xe rất đẹp luôn. Đây, mọi người có thể xem phần nội thất này, ghế da nguyên bản nhé. Con này thì có trang bị ghế điện đầy đủ nhé. Đó. Mức giá 400 trên 400. Tiếp theo đây em có một chiếc xe Kia Rio. Con này mới về cửa hàng ngày hôm qua kia đấy. Con này đời 2016, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc quý vị nhé. Đấy, giá con này thì em đang chào bán tầm khoảng 298 triệu đồng. Đấy, một chiếc xe nhập khẩu số tự động máy 1.4. Kia Rio là một trong những cái mẫu xe phân khúc hạng B, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Đấy, hoàn toàn không có dịch vụ taxi gì cả. Đó. Con nào dịch vụ thì em sẽ báo luôn dịch vụ cho mọi người có thể xem tham khảo luôn. Con này là 298 triệu. Tiếp theo em có một chiếc xe giá rẻ mọi người nhé. Con này là con xe Dao Gencha. Với cái mẫu xe Gencha thì con này là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn. Phiên bản số sàn máy của nó là 1.2. Đấy, con này thì em đang chào bán với mức giá là 130 triệu thôi. Đấy, con này thì xe là một chiếc xe dịch vụ taxi hoàn lương. Và hồ sơ em rút cầm tay rồi. Đấy, máy móc làm lại rồi. Máy móc làm lại rồi quý vị nhé. Bên cạnh em có một chiếc xe Kia Cerato đời 2009. Xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số tự động máy của nó là 1. Động cơ của nó là 1.6 quý vị nhé. Đấy, con này thì em đang chào bán với mức giá là 239 triệu. Đấy, 239 triệu đồng cho mẫu xe Kia Cerato nhập khẩu nguyên con nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản tự động. Đấy, mức giá loanh quanh chỉ có 239 triệu cho đến 240 triệu. Vâng, tiếp theo đây em có một chiếc xe Hyundai Avante. Con này đời 2012. Một chiếc xe số tự động 5 chỗ nhé. Bản sedan 2 đầu rộng rãi. Dòng xe phân khúc hạng C. Đấy, con này thì với cái dòng xe này thì là một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình đi không khoan, không đổi màu nhé. Con này giá là 275 triệu đời 2012. Số tự động 5 chỗ. Đấy, rộng rãi. Xe đẹp. Đấy, hoàn toàn không có dịch vụ taxi gì cả. Màu đen nguyên bản. Đấy. Thân vỏ zin, keo chỉ cột kèo zin nhé. Máy móc thì cũng được bảo dưỡng bảo trì rồi. Vâng ạ, tiếp theo đây em có một cái mẫu xe Mazda 3 đời 2009. Với động cơ máy của con này là 2.0. Đấy. Bản sedan 2 đầu, một chủ từ mới nhé quý vị nhé. Giá con này thì trên 200 một chút nhé. Đấy, 225 triệu cho mẫu xe Mazda 3 đời 2009 này. Một chiếc xe số tự động, giá rẻ. Loanh quanh là 220 triệu đồng ạ. Vâng, tiếp tục em có một chiếc xe Toyota Vios bản E đời 2014 này. Một chiếc xe tư nhân, con này tên tư nhân biển của Hải Phòng. Với động cơ 1.5 bản E số sàn nhé. Con này thì tiểu sử của nó là một chiếc xe dịch vụ hoàn lương. Đấy, máy số làm rồi, keo chỉ zin, không lỗi. Đấy, giá con này là 269 triệu đời 2014 quý vị nhé. Đây mọi người có thể xem nhé. Với động cơ máy của nó là 1.5. Đấy, bản E bản đủ quý vị nhé, chứ không phải là bản thiếu đâu ạ. Đấy, trang bị 4 phanh đĩa này, ABS 4 bánh đầy đủ này. Mức giá con này là 269 triệu đời 2014 quý vị nhé. Đấy. Và tiếp tục em có một chiếc xe Kia Cerato cũng mới về. Con này đời 2016. Đấy. Con này thì cũng về cùng với con 2017 bên dưới kia. Đấy, con này thì giá rất là rẻ luôn cho bạn, 389 triệu. Đời 2016 quý vị nhé. Đấy. Con này thì là một chiếc xe tư nhân gia đình sử dụng, keo chỉ zin. Đấy, con này thì nói chung là nó giá nó rẻ hơn so với con 2017 tầm vài chục triệu đồng. Đấy. Con này loanh quanh là 389 triệu. Các bác có thể đến xem xe và thương lượng về giá. Còn chất lượng thì các bác có thể đến xem xe một con 2016, một con 2017, các bác có thể đến để so sánh và chọn cho mình những cái mẫu xe đẹp quý vị nhé.
Đó. À, tiếp tục đây ạ. Vâng ạ, còn rất là nhiều những mẫu xe giá rẻ cho mọi người xem và tham khảo đây. Đó. Bên trong khu vực là khu vực trong kia là em dành cho dòng xe hatchback một đầu nhé. Đây, quý vị anh chị bạn, một chiếc xe Daewoo Lachetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản tự động, máy của nó là 1.6, đời 2010 và giá là 185 triệu. Với dòng xe này thì là một chiếc xe tư nhân gia đình đi, con này là xe tư nhân gia đình sử dụng, không khoan đục, không đổi màu. Đấy. Máy móc thì đã được làm lại ngon lành rồi, keo chỉ thì zin, xe không lỗi quý vị nhé, 185 triệu. Một chiếc xe 5 chỗ, giá thì bằng một chiếc xe máy thôi. Con này là con Forerunner 2002. Đấy, số sàn máy 1.6. Thay một chiếc xe máy thôi anh chị ạ. Giá chỉ có 95 triệu nhé. Forerunner đang có hai con màu bạc và một con màu xanh này. Màu xanh dấu này. Vâng ạ, Vios bản limo nâng đời 2010. Đấy, 158 triệu đồng cho mẫu xe Vios bản limo này. À, limo thì mọi người biết rồi là một trong những cái mẫu xe dịch vụ taxi hoàn lương đúng không ạ? Đó, xe này thì các bác về sẵn đi thôi, nội thất bọc ghế da mới nhé. Đó, máy móc làm lại rồi, ngon lành rồi, về anh chị bạn về không phải làm gì cả. Và tiếp theo đây em có một chiếc xe Hyundai Avante đời 2013, một chiếc xe trang bị hộp số sàn máy 1.6 nhé. Đấy. À, rộng rãi đời cao mà giá thì lại khá là hợp lý cho bạn, với giá hơn 200 triệu. À, cho mẫu xe Hyundai Avante đời 2013 này. Đấy. À, con này thì xe thì trước kia nó chạy qua dịch vụ taxi rồi quý vị nhé. Xe chạy dịch vụ taxi ra rồi. Đời 2010, sản xuất 2013. Hơn 200. Tiếp tục ạ, em có một chiếc xe Honda Civic đời 2007. Con này bản đủ máy 2.0. Đó. Con này thì em đang chào bán với giá là 195 triệu đời 2007, số tự động. Đấy. Honda Civic quý vị nhé. Vâng, đây em có một chiếc xe Vios bản G đời 2014 này. Với động cơ máy 1.5 phiên bản số tự động nhé. Con này em đang giảm giá rất là sâu, chỉ còn có 319 triệu thôi. Đấy. 319 triệu đồng cho mẫu xe Vios bản G, một chiếc xe tư nhân gia đình sử dụng, hoàn toàn không dịch vụ taxi gì cả. Máy 1.5, xe gia đình đi. Đấy, không khoan, không đục, không. Vâng ạ, tiếp tục đây em có một chiếc xe Forerunner quý vị nhé. À, một cái mẫu xe thương hiệu Mỹ, đời 2002. Với động cơ máy của nó là 1.8 quý vị nhé. Động cơ 1.8 số sàn và con này em đang chào bán cũng là 95 triệu thôi. Đấy. Xe thì máy gầm khá là đẹp, khá chất anh chị bạn. Con này thì để mà nói thì những cái mẫu xe mà như Spark Matiz thì đuổi xa luôn, mỗi tội là ăn xăng thôi. Đấy, con này thì máy số làm rồi, dòng này thì máy số đều làm rồi quý vị nhé. Đấy, tôn vỏ thì nói chung là cũng sơn xi sạch đẹp rồi, không phải làm gì cả. Điều hòa mát cũng như là màn hình nhạc nhẽo âm thanh đầy đủ hết nhé. Đấy, đăng kiểm thì mới anh chị bạn, con này hết đăng kiểm thì bên em sẽ làm đăng kiểm mới cho mọi người. Con này giá là 95 triệu, màu xanh dưa hấu. Tiếp theo một chiếc xe Kia K3 đời 2014. Con này thì phiên bản tự động, máy của nó là 2.0. Con này thì là một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, hoàn toàn không có dịch vụ taxi gì cả. Một chiếc xe gia đình đi. Và giá đang chào bán cho mẫu xe K3 2014 này là 350 triệu đồng thôi. Một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Đấy. Đây ạ. Đời 2014 bản đủ quý vị nhé. 350 triệu. Kia K3 2014, xe này thì máy số zin và thân vỏ zin không lỗi. À, tiếp tục đây là em có một chiếc xe Hyundai Avante đời 2014 nhé. Một chiếc xe tư nhân, biển Quảng Ninh, gia đình sử dụng, hoàn toàn không có dịch vụ taxi. Với động cơ máy 1.6, trang bị hộp số sàn. Và con này thì em đang chào bán với mức giá là hơn 200 thôi. Đấy, giá của nó là 225 triệu đồng đời 2014. Một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. À xin lỗi mọi người em nhầm. Con này thì xe tư nhân thôi, chứ là nó là xe dịch vụ hoàn lương nhé. Dịch vụ hoàn lương và không đổi màu. Đấy, nó là màu trắng nguyên bản. Con này là màu trắng nguyên bản, không có đổi màu gì cả. Đó. Xe dịch vụ taxi hoàn lương nhưng không có đổi màu. À, tiếp tục em có một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình đi. Con này là con xe Honda City. À, đời 2014 quý vị nhé. Với động cơ máy của nó là 1.5, trang bị hộp số sàn nhé. À, xin lỗi mọi người, trang bị hộp số tự động nhé. À, đời 2014 số tự động, tư nhân chính chủ gia đình sử dụng,
hoàn toàn không dịch vụ taxi gì cả. Và giá đang chào bán cho mẫu xe Honda City này là 330 triệu đồng. Đời 2014, tư nhân, gia đình sử dụng. Đó. Không khoan đục, không đổi màu. Đấy. Một chiếc xe gia đình sử dụng màu trắng xịn nguyên bản. Số tự động 5 chỗ, một trong những cái mẫu xe phân khúc hạng B. Form dáng ngoại hình đẹp. Đấy. Tiếp tục là một chiếc xe Gentra. Với cái dòng xe Gentra này, con này là một chiếc xe Việt nhé mọi người nhé. Con này là một chiếc xe Việt đời 2011 và giá là 125 triệu. Đấy, một chiếc xe số sàn máy 1.5 Daewoo Gentra đời 2011. Đấy. Đây mọi người xem phần nội thất của xe nhé. Gentra nó sẽ có hai phiên bản, bản tự động bản nhập khẩu và bản lắp ráp. Cái con này thuộc phiên bản lắp ráp hàng nội địa. Đấy. Máy móc làm rồi nhé. Đến cái thời kỳ nó làm máy rồi thì con này cũng thế thôi. Đấy, máy móc nó làm rồi, biển Hải Phòng. Đấy, không khoan không đổi màu. Một chiếc xe Hyundai Venna nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn, đời 2008, số tự động nhé. Con này tư nhân, biển của Sài Gòn. Con này thì là một chiếc xe gia đình sử dụng, không khoan không đổi màu, máy gầm chất. Đấy. Xe thì nói chung là thân vỏ thì khá là cứng cáp mọi người, nội thất cũng khá là tươi luôn. Đấy, giá là 179 triệu thôi, đời 2008. Một chiếc xe số tự động 5 chỗ nhé mọi người nhé. Tự động 5 chỗ mà giá rất là hợp lý luôn. Đúng không ạ? Dưới 200 triệu mọi người có thể tham khảo cái mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn này. Vâng, tiếp tục đây ạ. Em có một chiếc xe Kia K3. Con này đời 2015, một chiếc xe số tự động, bản đủ nhé mọi người nhé, bản 2.0. Đặc biệt con này là một chiếc xe đây ạ, mọi người xem này. Đó. Phải nói là bác chủ xe rất chịu chơi luôn. Độ phun đồ bộ độ tông tông luôn mọi người ạ. Đây mọi người xem này. Từ phần tắp lô tắp ly này. Đấy. Đây mọi người nhá, chủ xe độ tầm khoảng vài chục triệu đổi tiền đồ đây rồi. Và giá thì rất là hợp lý luôn cho bạn, đời 2015 bản 2.0 mà giá chỉ có 355 triệu đồng thôi. Đấy. Xe zin và thân vỏ zin, máy số zin. Đấy, hoàn toàn không có lỗi lầm gì cả. Về các bác chọn về sẵn đi thôi, đúng không ạ? Tiếp tục đây em có một chiếc xe mới về. Con này là con Chevrolet Cruze đời 2016. Phiên bản tự động máy 1.8 nhé. Con này số tự động máy 1.8. Đấy. Cruze thì nó sẽ có bản 1.6 là thuộc phiên bản số sàn. Và con tự động thì nó thuộc bản 1.8 quý vị nhé. Con này thì giá là 298 triệu đời 295 triệu đời 2016. Thì con này thì nói chung là thân vỏ nó zin nhưng mà máy số thì nó làm rồi. Đấy, máy số thì con này là máy rồi mọi người ạ, máy ra rồi. Con nào máy ra thì em sẽ báo luôn cho mọi người nhé. Đấy, con này là 295 triệu đồng đời 2016 nhé. Đấy, em có con 2018 số sàn thì máy số zin. Tiếp theo em có một chiếc xe Kia Forte đời 2013. Con này thì trang bị hộp số sàn máy 1.6 nhé. Con này thì tư nhân, gia đình sử dụng, biển Hà Nam. Xe không khoan, không đổi màu. Đấy, màu này nó là màu trắng nguyên bản nhé. Xe thì em đang chào bán với mức giá là 230 triệu thôi. Đời 2013 quý vị các bạn. Đấy. Con này thì nói chung là xe gia đình sử dụng, không khoan và không đục gì cả nhé. Không khoan đục gì hết. Tiếp theo đây em có một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2015. Con này thì nó đời 2015 thì nó vẫn là đầu 2015 nên là vẫn là form cũ mọi người ạ. Đây mọi người xem này. Đấy, nó vẫn là form của dòng Lacetti nhập đời 2009, 10, 11. Đấy, con này thì nó là 2005 thì vẫn là form cũ như thế này. Và con này em đang chào bán với giá là 279 triệu. Số tự động máy 1.8. Xe bao đẹp cho mọi người, zin 100% không lỗi nhá. Máy số và thân vỏ đều zin. Đấy, với động cơ máy của nó là 1.8 số tự động. Đây mọi người, xe rất đẹp nhá. Mức giá là 279 triệu và em có bao hồ sơ, bao vận chuyển. Tất cả những cái giá xe em đang chào bán đây đều bao hồ sơ và bao vận chuyển cho mọi người. Đấy. Giá cả thì các bác có thể đến trực tiếp để thương lượng về giá. Để thương lượng về giá quý vị nhé. Con này là con CDX mới về cửa hàng đây mọi người ạ. Vừa cập bến tại cửa hàng. Vâng ạ, con này đời 2010. Đấy. 182 triệu đời 2010. Đây em xem qua cái phần tất cả mọi người xem này. Đấy, đăng kiểm đến tháng 5 2024. Xe về là vừa về xong và cũng không phải làm gì cả, sẵn quay luôn. Sẵn quay sẵn bán luôn. 182 triệu. Đời 2010 quý vị nhé. Đây. Anh chị bạn có thể xem phần nội thất này.
Đây ạ, nội thất rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đây quý vị có thể xem này. Đó. Với giá tiền con này là 182 triệu, các bác có thể đến xem xe trực tiếp. Xe rất là cứng xe. Đấy. Lacetti Cedric đời 2010 quý vị nhé. Vâng, một chiếc xe i10 bản sedan 2 đầu, một con duy nhất tại cửa hàng. Con này đời 2015. Với giá tiền là 195 triệu cho mẫu xe Hyundai Grand i10 đời 2015 như thế này. Đấy, hồ sơ em giúp cầm tay rồi. Xe thì có dịch vụ taxi và máy số thì đã làm rồi nhé. Máy số con này thì em đã làm lại ngon lành hết rồi. Về cho bạn về sẵn đi thôi. Đấy. Đây là những cái mẫu xe một đầu thì em sẽ không quay trong cái video ngày hôm nay. Hôm nay thì riêng video ngày hôm nay thì em gửi đến cho quý vị anh chị bạn tất cả những cái mẫu xe sedan hai đầu thôi. Đấy, mức giá rẻ nhất là 95 triệu quý vị nhé. Rẻ nhất cho những cái dòng xe sedan hai đầu này là 95 triệu. Đấy, thì các bác chọn nhà mình đang có nhu cầu đấy, mua xe cũ và bán xe cũ đã qua sử dụng thì alo trực tiếp cho em Lợi Ngát Ô Tô. Số điện thoại của em là 0866010016 nhé. Bên em còn rất nhiều những cái mẫu xe giá rẻ hợp lý cho mọi người xem tham khảo. Đấy, thì cửa hàng em có rất là nhiều những anh chị làm cùng cửa hàng. Đấy, thì bác yêu thích yêu quý ai cũng như là tin tưởng ai thì có thể là làm việc với người đấy quý vị nhé. Còn riêng với em thì luôn luôn là muốn gửi đến cho quý anh chị các bạn khách hàng, quý khách hàng những cái mẫu xe mà đẹp và giá hợp lý nhất tại cửa hàng đó. Và trước khi kết thúc video thì cũng cho em Lợi Ngát Ô Tô gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý vị anh chị bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Lợi Ngát Ô Tô trong thời gian vừa qua. Đấy, cho em gửi lời cảm ơn chân thành nhất nhé. Và rất mong mọi người xem like của em chưa đăng ký kênh thì các bác chị có thể ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để ủng hộ cho Lợi Ngát Ô Tô cũng như là để cập nhật cho mình những cái mẫu video bên em mới về nhé. Đây em mới về một chiếc xe Morning C đời 2019 này. Đây quý vị anh chị bạn, con này là 295 triệu, xe rất đẹp nhá. Đấy, Morning C đời 2019 đây em sẽ quay qua cho mọi người xem. Xe bao đẹp 100% không lỗi gì hết, máy số và thân vỏ đều zin. Đấy, con này mới về cửa hàng vừa xong nên em cũng tranh thủ lên sóng luôn cho mọi người xem luôn. Morning C 2019 nhá. Đấy, bản đủ luôn. Giá con này là 295 triệu. Vâng, bác nào có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em nhé, hoặc kết bạn Zalo trực tiếp với em qua số điện thoại 0866010016 mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái mẫu video sau ạ.